Sáng nay tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin do nhóm phóng viên Đài truyền hình Việt Nam từ Bắc Kinh, Trung Quốc gửi về. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua báo cáo chính trị do Ban chấp hành Trung ương khóa 17 đệ trình, báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cũng như thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ đảng. Đại hội 18 đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương khóa mới và bầu Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa mới. Phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội lần thứ 18, Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào tuyên bố Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội lần này cùng với những nghị quyết đã được Đại hội thông qua có tác dụng chỉ đạo vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, cũng như đối với sự nghiệp xây dựng Đảng có ý nghĩa thực tiễn và lịch sử lâu dài. Đại hội nhất trí đặt quan điểm phát triển khoa học bên cạnh học thuyết Mác Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình và thuyết ba đại diện làm tư tưởng chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại hội cho rằng cần đặt vấn đề xây dựng văn minh sinh thái vào vị trí nổi bật, xác định một cách rõ ràng hơn về vị trí chiến lược của xây dựng văn minh sinh thái đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Đại hội xác định thúc đẩy công nghiệp hóa, thành thị hóa, hiện đại hóa nông thôn là những mệnh đề quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội cũng như đối với quá trình xây dựng xã hội khá giả toàn diện. Đại hội cho rằng cải cách mở cửa là con đường để phát triển đất nước và Trung Quốc sẽ kiên trì đi theo con đường này. Về công tác xây dựng đảng, đại hội xác định nâng cao toàn diện trình độ khoa học trong xây dựng đảng, tăng cường nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng, phấn đấu vì mục đích xây dựng xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020. Theo kế hoạch, Ban chấp hành Trung ương khóa 18 sẽ họp phiên đầu tiên vào sáng ngày 15 tháng 11 và tiến hành bầu Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị và Tổng Bí thư. Sau 7 ngày làm việc, sáng ngày hôm nay tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc, kết thúc một sự kiện trọng đại đối với người dân Trung Quốc và được dư luận thế giới quan tâm, đồng thời đã mở ra định hướng cho chặng đường phát triển tiếp theo của Trung Quốc trong thập kỷ tới, trong đó có đẩy mạnh cải cách và mở cửa, hoàn thành kế hoạch xây dựng xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020 với mục tiêu là đưa thu nhập bình quân đầu người lên khoảng 11.000 đô la Mỹ vào năm 2020. Vào sáng ngày mai, cũng tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, thành phần ban lãnh đạo mới của Trung Quốc sẽ lần đầu tiên ra mắt giới báo chí trong nước và quốc tế. Minh Nguyệt, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam đưa tin từ Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.